Sau khi ái ân, nếu phụ nữ có thể làm được ba điều nhỏ nhặt này, đảm bảo đàn ông cả đời cũng không quên được bạn. Sau mỗi cuộc ái ân, nếu phụ nữ có thể làm được ba điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có hiệu quả không hề tầm thường này, đảm bảo đàn ông sẽ phải nhớ bạn đến phát cuồng mỗi khi xa cách. Chị em phụ nữ thường nói nhiều đến kỹ năng phòng the và những chiêu thức chiều chồng trên giường. Phụ nữ hiện đại cởi mở với tình dục là điều vô cùng nên làm. Thế nhưng, chị em có biết rằng bên cạnh những chiêu hay ho áp dụng trong cuộc ân ái thì những việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt, đơn giản, ngoài lề cũng mang lại tác dụng rất lớn. Thậm chí, chúng còn khiến đàn ông phải đổ gục vì bạn ấy chứ. Thượng đế ban tặng cho phụ nữ sự mềm mại và dịu dàng. Vì thế, bạn hãy vận dụng nhuần nhuyễn, đừng bỏ phí nhé. Sau mỗi cuộc ân ái, nếu phụ nữ có thể làm được ba điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có hiệu quả không hề tầm thường này, đảm bảo đàn ông sẽ phải nhớ bạn đến phát cuồng mỗi khi xa cách. 1. Nằm trong vòng tay anh ấy và thủ thỉ chuyện trò. Chị em phụ nữ thường chạnh lòng mỗi khi xong việc, thấy người đàn ông lăn ra ngủ hoặc mải mê với chiếc điện thoại. Thế nhưng, sự thật là sau mỗi cuộc ân ái, đàn ông thường làm mệt mỏi và mất nhiều sức hơn. Do đó, thay vì đợi anh ấy chủ động chăm sóc mình mỗi khi kết thúc màn làm tình, tại sao phụ nữ không chủ động quấn lấy anh ấy và thủ thỉ chuyện trò? Đàn ông cũng có nhu cầu được chia sẻ tình cảm, được chuyện trò sau mỗi cuộc ân ái, chứ không riêng gì phụ nữ đâu. Nếu được ôm người phụ nữ mình yêu gọn nòn trong lòng, nghe cô ấy ríu rít đủ thứ chuyện, nghe tiếng cười vui khúc khích của cô ấy, chắc chắn đàn ông sẽ vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên, bạn hãy tránh những chủ đề có thể dẫn đến tranh cãi hoặc những câu chuyện mang tính chất ca cẩm, than phiền nhé. Điều đó chẳng những không mang lại tác dụng gì mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của hai người, khiến cho cuộc ân ái trở thành điều không vui vẻ gì trong ấn tượng của đàn ông. 2. Chủ động tặng cho anh ấy những nụ hôn dịu dàng. Những nụ hôn luôn là điều tuyệt diệu giữa những người yêu nhau. Trong cuộc ân ái, hai người có thể dành cho nhau những cái hôn nồng nàn đầy xúc cảm. Nhưng điều đó không có nghĩa sau khi kết thúc màn ái ân thì giữa bạn và người đàn ông của mình không cần những cái hôn nữa. Thực tế, những nụ hôn mang tính chất khác biệt, nhẹ nhàng và lãng mạn sau mỗi cuộc ân ái lại có tác dụng gắn kết rất lớn. Những nụ hôn ấy là sự bày tỏ tình yêu của bạn đối với người đàn ông một cách dịu dàng và đầy trân trọng. Nụ hôn sau khi xong việc còn là lời cảm ơn của bạn dành cho anh ấy vì đã cùng bạn trải nghiệm một màn ân ái nồng nàn, bùng cháy cảm xúc. Đồng thời còn là sự khẳng định của bạn trước kỹ năng của anh ấy, chuyển đi thông điệp rằng bạn vô cùng thỏa mãn với những gì anh ấy thể hiện. Với những ý nghĩa ấy, người đàn ông nào có thể không đổ gục trước bạn đây? Đảm bảo anh ấy sẽ nhớ bạn quay quắt, thậm chí là cả trong giấc mơ. 3. Cùng anh ấy tắm chung. Tắm chung là hành động rất tình cảm và đầy lãng mạn của các cặp đôi. Sau khi kết thúc màn ân ái cuồng nhiệt, ai cũng mệt mỏi và chỉ muốn chìm ngay vào giấc ngủ để lấy lại năng lượng. Nhưng chính vì như thế, sự chăm sóc của bạn dành cho người đàn ông vào thời điểm đó sẽ đặc biệt ghi điểm trong mắt anh ấy. Hãy cùng anh ấy tắm chung,
nhẹ nhàng giúp anh ấy gột rửa mồ hôi trên cơ thể. Hai người vừa tắm chung, vừa chuyện trò vui vẻ. Cả cơ thể và tinh thần đều được thả lỏng. Thật sự, chẳng còn gì thoải mái, ấm áp hơn thế. Được người phụ nữ mình yêu quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ. Có người đàn ông nào không tan chảy, để rồi nguyện yêu thương và nâng niu cô ấy. Những sự tiếp xúc thân mật, nhẹ nhàng của hai người trong thời gian tắm chung cũng góp phần củng cố tình cảm, tăng cường sợi dây gắn kết giữa bạn và anh ấy. Mỗi khi nhớ về bạn, đối với anh ấy không chỉ là những cuộc ái ân nóng bỏng, mà còn là sự mềm dịu, chu đáo, khiến anh ấy chỉ muốn đắm chìm mãi không thôi. Vợ cũ của ba. Bà tôi những ngày tháng cuối đời chỉ ố ớ gọi tên một người đàn bà, không phải là mẹ tôi. Mẹ không oán giận gì ba, chỉ trách móc duyên phận trớ trêu, không cho ba gặp lại người ấy lần cuối cùng. Mẹ tôi 32 tuổi mới cưới chồng, cái tuổi thời đó đã bị gán mác là ế ẩm, gái già. Mẹ xinh xắn ngoan hiền nhưng mãi không tìm nổi bến đỗ cuộc đời. Người yêu đầu tiên hy sinh trên chiến trường, người thứ hai phụ bạc. Thanh xuân của mẹ cứ thế trượt dài. Bà gặp mẹ khi đã qua một lần đò, hai người đến với nhau vẫn ôm những nỗi niềm riêng. Bà mất đi người thương, mẹ mặc cảm vì mang tiếng gái lỡ thì. Vì thế ở bên nhau nghĩa tình mãi không trọn vẹn. Bà ngơ ngác nhớ vợ cũ, mẹ ngơ ngác nhìn ba, biết mình muôn đời không sưởi ấm nổi trái tim người đàn ông đã chết queo, cóng lạnh kể từ khi vợ cũ bỏ đi. Bà với người ấy chỉ sống với nhau 5 năm, nhưng nhớ thương kéo dài trọn kiếp. Tôi hồi bé thỉnh thoảng vẫn nghe hàng xóm kể về những điều lãng mạn, ngỡ chỉ xuất hiện trong phim. Rằng có người chồng đi làm vất vả suốt ngày, nhưng chiều nào cũng về gội đầu cho vợ. Có đôi vợ chồng cứ cuối tuần lại đèo nhau đến làng trẻ mồ côi, chơi đùa với các em nhỏ. Vợ làm bánh, chồng nặn tàu he, cho lũ trẻ chơi. Mãi sau này tôi mới biết, đó là những ký ức tươi đẹp thuở ba còn ở bên vợ cũ. Hạnh phúc của ba không kéo dài lâu. Nhà nội tôi càng ngày càng khó chịu ra mặt với vợ cũ của ba, bởi cưới nhau mấy năm cô vẫn không thể sinh con. Bà tôi lại là con trai độc đinh, cô ấy còn hay đau ốm, toàn những bệnh phải chạy chữa tốn kém. Đồng lương thầy giáo không đủ xoay sở, ba phải làm thêm rất nhiều việc chân tay để kiếm tiền. Vì vợ ba có thể làm mọi thứ để thấy cô ấy sống vui tươi khỏe mạnh, nhưng bà nội tôi đổ lỗi cho cô ấy cái tội làm mặt vận nhà chồng. Đã không đẻ được lại ốm đau giặt sẹo, hễ ba vắng nhà bà lại nuôi cô ấy ra mặt sát hành hạ. Cô chịu đựng không được những lời đay nghiến, nhất là cảnh chồng no toan và khổ sở vì mình, nên đã bỏ đi, chỉ để lại lá thư từ biệt. Bà tôi chạy đi tìm khắp nơi một thời gian mà cô vẫn biệt tâm. Đến lúc nhận được lá thư gửi từ một thành phố xa xôi cùng tấm ảnh cô chụp chung với người gọi là chồng mới, bà mới chịu chấp nhận sự thật rằng người thương đã xa xôi. Từ đó, cô không một lần về lại quê cũ. Bà sau này cưới mẹ theo sắp đặt của gia đình. Mẹ tôi cũng biết cô ấy, đó là người chị cùng trường, học trên mẹ vài khóa. Mẹ kể cô ấy hiền dịu, thương người, đặc biệt có mái tóc thướt tha, nổi tiếng đẹp nhất trường. Ngày xưa, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng không hiểu sao cô ấy lại chọn người nhút nhát, ít nói như ba tôi. Tôi biết rằng để kể về người cũ của ba như vậy thật sự không hề dễ dàng. Mẹ luôn tôn trọng ba, tôn trọng cả người phụ nữ duy nhất ba đem lòng yêu. Năm ông nội đột bệnh nan y, bao nhiêu tiền tiết kiệm cả nhà mang đi chữa trị cho ông vẫn không đủ. Bà suýt bán căn nhà và mảnh đất Hương Hòa. Đúng lúc đó, vợ cũ của ba gửi về một khoản tiền lớn, nhờ cô bạn thân mang đến để lo cho ông. Bà từ chối, nhưng cô bạn thân kiên quyết
không về nếu ba tôi không nhận. Ông nội tôi đợt đấy nhờ được cứu chữa kịp thời mà qua khỏi. Bà viết thư gửi người thương rằng anh nợ em một đời. Thư gửi đi không hồi đáp. Sau này ba tôi xây đủ tiền định đi tìm vợ cũ trả lại, nhưng bạn của cô nhất quyết ngăn cản, nói rằng cô giờ không muốn gặp lại người đã thuộc về quá khứ, kể cả số tiền cô cũng không cần lấy. Tâm nguyện gặp lại người thương của ba mãi mãi không thực hiện được. Chỉ đến khi vợ cũ qua đời, đưa về quê mai táng, bà mới được cho biết sự thật rằng người ấy chưa từng cưới chồng khác. Bức ảnh ngày xưa chỉ là để dối lừa ba. Suốt ngần ấy năm, cô làm giúp việc cho nhà người ta, cuối đời được nhà chủ thương tình đưa vào viện dưỡng lão. Khoản tiền gửi cho ba là cô đã chắt chiu suốt thời gian dài, thậm chí phải vay thêm của nhà chủ. Bà từ đó càng chìm sâu vào nỗi đau đớn thẫn thờ và thương nhớ vợ cũ. Việc duy nhất tôi thấy ba đặt trọn vẹn tâm huyết là đi thăm mộ của cô. Chiều chiều, người ta thấy một ông già thất thểu ra nghĩa trang, ngồi đến tối muộn rồi lại trở về, vừa đi vừa lẩm bẩm như đang nói với người trốn xa xăm. Vài năm sau đó ba qua đời, chỉ nhắn lại hãy đưa ba về nằm cạnh mộ người thương.